Trong chiều qua, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vật tư y tế Việt Long ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện hàng loạt vi phạm thu giữ số lượng lớn cồn y tế, nước muối sinh lý, oxy già sát trùng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng dùng trong y tế. Nhóm phóng viên của chương trình chuyển động 24 giờ cũng đã mất nhiều tháng liên tục để thâm nhập, điều tra, theo dõi hoạt động của cơ sở này và đã có đủ toàn bộ bằng chứng về quy trình sản xuất các mặt hàng cồn, nước muối sinh lý độc hại từ công ty này phân phối đến hàng loạt các nhà thuốc trên địa bàn khắp cả nước. Thời điểm đoàn kiểm tra bất ngờ vào, công nhân đang chuẩn bị đi giao hàng tại tầng 1 của cơ sở chất đầy cồn, muối sinh lý, nước sát trùng đã thành phẩm và vô số bao bì chai lọ dùng để sản xuất. Theo quy định, đây là những sản phẩm chuyên dùng để sát trùng, tẩy rửa vết thương trong y tế nên điều kiện sản xuất phải thực hiện bằng quy trình nghiêm ngặt đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất thuốc. Thế nhưng đây là nơi pha chế cho ra lò hàng trăm lít cồn, nước muối sinh lý, oxy già mỗi ngày dây chuyền sản xuất duy chỉ có những xô nhựa đựng nguyên liệu thành phẩm để chiết rót vào chai. Công thức pha chế cồn, tôi cũng tìm hiểu qua mạng. Còn mình cũng chưa đi học qua một trường lớp gì về sản xuất thuốc hay là sản xuất cồn đúng không? Vâng. Sản xuất thuốc. Công nhân trực tiếp sản xuất không có bất cứ kiến thức nào về y tế. Vậy lấy gì để đảm bảo những sản phẩm này an toàn với người sử dụng? Trên nhãn mác ghi là ethanol, tức là cồn thực phẩm. Thế nhưng ở khu vực sản xuất, chỉ toàn những thùng phi cồn công nghiệp cỡ lớn một chất cực độc cấm dùng trong y tế. Cũng tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều can đựng oxy già dùng trong tẩy rửa công nghiệp, bao tải muối còn nguyên xuất xứ, những thứ nguyên liệu tạo ra vô số chai thuốc sát trùng như thế này. Dù hàng sản xuất ra đến đâu, bán hết đến đó, thậm chí tại hiện trường, những dấu hiệu việc đóng chai vẫn đang diễn ra, nhưng người này vẫn một mực khẳng định cơ sở đã ngừng hoạt động. Và ngừng lâu, lâu rồi đấy. Ngừng lâu chưa? Cũng lâu lâu rồi ạ. Được mấy tháng rồi? thì khoảng tôi không nhớ rõ nhưng chắc phải đến hơn tháng này. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này chỉ xuất trình được duy nhất giấy đăng ký kinh doanh, còn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cục quản lý dược bộ y tế cấp. Thứ giấy tờ bắt buộc phải có với những mặt hàng này thì lại không hề có. Vậy mà công ty vẫn ngang nhiên hoạt động, đưa vô số sản phẩm sát trùng không đảm bảo chất lượng đến vô số nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận từ nhiều năm nay.